Đây, xin chào anh em. Bên Đức Bình giới thiệu anh em cái lọc gió động cơ của xe SYM 990 kg, đông phen nó cũng dùng này. À, đông ben, nhầm, xin lỗi, đông ben. Kích thước của nó thì để mình đo nhé. Đây, tổng chiều dài mép của nó là 23.5, đường này là 24. Đấy, còn là lòng trong của nó, đây là lòng trong của nó, lòng trong của nó là 12, chiều này là 21.5, 21.5. Ok. Đấy, anh em cần gì Zalo giúp mình nhé, 0979 5185 nhé. Website mình là otolobinh.com. Xin chào anh em nhé.